Cái gì? 10 triệu á? Em cũng phát ngấy nó tận cổ rồi đấy. Mệt suốt ngày say sai. Tụi mình hết tháng này mình dọn ra ở riêng đi. Vợ ơi, em xong chưa đấy? Em xong rồi đây. Nhanh, còn ra ngoài. Sữa ăn sáng thôi em. Thôi em không ăn đâu. Suốt ngày ăn sáng em chán lắm rồi đấy. Sếp phải nói thế nhở? Mẹ đã mất công nấu cho bọn mình ăn rồi, thì bọn mình xuống chỉ việc ăn thôi. Cái thứ nhất, không ai bắt mẹ phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cả. Mẹ tự dậy rồi làm khổ bản thân mình ra, xong các con không thoải mái. Cái thứ hai, suốt ngày ăn sáng không cơm rang thì mì tôm. Em cũng phát ngấy nó tận cổ rồi đấy. Em muốn ăn nhiều thứ khác hơn. Anh Suối nói với mẹ là chúng mình bận, không ăn sáng được. Kìa, sao lại thế? Em xem, ăn ở nhà mẹ nấu ăn vừa ngon, với cả ăn ở nhà nó sạch sẽ em ạ. Em đúng thật là... Em nói nghiêm túc đấy. Nếu mà anh không nghe lời em ấy, thì là chia đôi giường, ngủ riêng. Kìa vợ, ai làm thế? Thôi được rồi, để anh bảo với mẹ nhá. Được không? Mẹ. Ô này hai đứa, mẹ bảo xuống ăn sáng mà chả đi thưa gì cả. Xuống đi con. Mẹ ơi, con bảo này, chắc là từ hôm sau mẹ không phải nấu đồ ăn sáng cho bọn con nữa đâu. Bọn con dạo này cũng bận việc trên công ty ấy. Có khi bọn con đến công ty sớm rồi ăn luôn ở trên đấy mẹ nhá. Dạ vâng, đúng rồi mẹ ạ. Từ lần sau ấy, mẹ không cần phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho bọn con đâu. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Thì tùy các con. Được chưa? Xong rồi đấy, đi làm đi. Ôi nào mẹ. Con đi làm về thế đấy à? Con vào con thay quần áo đi, rồi phụ mẹ nấu cơm nhá. Mẹ ơi, hôm nay con hơi mệt, có gì mẹ làm hộ con nhá. Ừ thôi, con mệt thì vào nghỉ đi. Đã mệt suốt ngày say sai. Ừ mệt. Kìa, vợ anh làm sao đấy? Sao mẹ anh khó tính thế? Suốt ngày soi em thôi. Đâu ra, anh nói đây. Mẹ anh là dễ tính nhất rồi đấy. Chỉ tại em hay suy diễn linh tinh thôi. Em suy diễn làm cái gì? Anh không thấy à? Em rửa bát, nhặt rau, mẹ lúc nào cũng đứng bên cạnh chỉ trỏ xăm soi các kiểu. Đâu phải đâu. Mẹ anh ý, chắc là biết em không biết nấu ăn, là đứng đấy để chỉ bảo thêm thôi, chứ có cái gì đâu. Nhưng mà em có phải chảy lên ba đâu. À, mà hôm nay em mặc bộ này đấy, thấy được không? Xinh đấy. Vợ anh mặc cái gì nó cũng phải là lẽ luôn nhá. Anh cứ chỉ khéo nịnh thôi. Mà thôi, anh đi làm sớm đấy. Hôm nay anh có việc sớm ở công ty. Em ở nhà nhá. Ừ, anh đi làm đi. Con nhà mẹ. Con đi làm đấy ạ. Con đi làm đi. Mi à? Con đi làm hay đi đâu đấy con? Con đi làm à? Đi làm mà mặc này hả con? Dạ vâng ạ. Con đi làm công ty bình thường con vẫn mặc như này mà mẹ. Thì mẹ cũng thấy là đẹp đấy. Thế nhưng mà đi làm công sở ấy, ra cái chỗ đông người, mẹ nghĩ là không hợp đâu. Con nên thay cái chiếc váy nó dài hơn một chút đi. Mới cả bây giờ đang giao mùa, chiều về đi đường nó lạnh lắm, rồi cẩn thận là ốm đấy. Nhưng mà... Thôi không nhưng gì cả, đi vào thay đồ đi. Mẹ thấy các con bận quá, mà mẹ ở nhà chẳng có việc gì cả, nên là mẹ tranh thủ mẹ giặt ga gối cho các con rồi. Mà mẹ vừa lồng rồi đấy. Mà bây giờ về già rồi cứ làm cố một tí cái à, cứ chóng mặt cứ như người đỡ vờ ấy. Từ lần sau ấy, những cái việc như này này mẹ không cần phải làm đâu. Cuối tuần con nghỉ con sẽ tự làm.
Mà mẹ cũng đừng có tự tiện vào phòng như thế, con không có thích đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Lần sau mẹ sẽ chú ý. Mẹ xin lỗi. Vâng. Mà hôm nay con hơi mệt, con không có ăn cơm đâu. Tí mẹ với cả anh Trung ăn trước đi, không phải gọi con đâu mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Con chào mẹ. Kìa, vợ sao đây? Nào, vợ làm sao đây? Làm sao mà không thèm nói chuyện với anh ấy? Anh xem thế nào đi. Suốt ngày mẹ cứ vào phòng mình lục lọi các thứ, xong rồi để ý thăm soi em. Mà em nghĩ ấy, hết tháng này mình dọn ra ở riêng đi. Như thế không được em ơi. Bố anh thì mất sớm, mẹ anh có bố mình anh. Bây giờ anh phải ở cùng mẹ để chăm lo cho sức khỏe của mẹ chứ. Thì cuối tuần mình vẫn có thể về được mà. Em không thể chịu được cái cảnh suốt ngày mẹ xăm soi, rồi vào phòng em tự tiện lục lọi đồ như thế được. Bây giờ ấy, em chỉ muốn ra ở riêng để cho thoải mái thôi. Anh không thấy đấy, sáng nay đấy, mẹ bắt em lên thay váy, tốn bao nhiêu là thời gian của em. Anh xem như nào đi. Kìa em, em biết mẹ rồi mà, mẹ già rồi, giờ ở nhà cũng có làm cái gì đâu. Mẹ biết em đi làm mệt, thì dọn phòng, dọn nhà cho em đỡ mệt thôi chứ có gì đâu, đúng không? Em không biết như nào đâu, anh tính như thế nào thì tính. Trung à? Ờ, mẹ. Mẹ có chuyện nói với con. Có việc gì thế hả mẹ? Mẹ đang tính mấy hôm nữa mẹ về quê con ạ. Ơ kìa, sao thế? Mẹ ở đây có một mình, bây giờ mẹ về quê thì ai trông mẹ? Mẹ phải ở đây để con trông mẹ chứ. À, thôi đúng rồi. Hay là bọn con làm điều gì làm mẹ khó chịu đấy? Không, không làm cái gì cả. Bây giờ chắc là do mẹ già rồi hay sao con ạ? Bây giờ mẹ sống ở trên thành phố, mẹ cảm thấy nó khó chịu, gò bó, không được thoải mái. Thôi thì mẹ về quê, mẹ còn hương khói cho bố con. Mẹ ơi, nhưng mà cái nhà này là của bố mẹ để lại cho bọn con. Nhà của mẹ, thì mẹ việc gì phải mẹ phải đi đâu? Ở dưới quê còn một mảnh đất, mẹ về dưới nhà trồng rau, nuôi gà. Cuộc sống mẹ cảm thấy nó thoải mái, dễ thở hơn. Mà cái nhà này là bố con tạo cho vợ chồng con, nên cứ thế mà ở cho con ạ, nhá. Nhưng mà... Không nhưng gì cả ạ. Thôi bây giờ con tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi đấy, nhá. Thế nhá. Mi ơi, ra ăn cơm. Về được cái nhà thoải mái thế không biết nữa. Chả phải giữ kẽ gì cả. Vợ ơi, vợ về rồi đấy à? Thế nào, đi làm có mệt không? Đứng đứng cho nhá. Mà vợ này, tí nữa ấy, mẹ bảo là sang bên nhà mẹ ăn cơm. Mẹ mới đi chợ mua được nhiều thức ăn ngon lắm. Nhưng mà thôi, em mệt lắm. Với cả tuần trước vừa mới về thăm mẹ rồi còn gì. Nhưng mà anh lỡ nhận lời với mẹ mất rồi. Với cả cũng gần, có phải xa gì đâu. Mà mẹ cũng làm hết rồi, em sang đấy có phải làm gì đâu. Đi nha. Thôi được rồi. Nhưng mà tuần sau anh quyết định cái gì ấy, thì anh cũng phải báo em nhá. Anh biết rồi. Tuân lệnh vợ. À vợ ơi, anh bảo này, lần trước anh đưa mẹ đi khám thì bác sĩ bảo là bệnh tình của mẹ nếu mà không chữa để lâu nó khó chữa lắm. Nên là anh đang định biếu mẹ chút tiền để đưa mẹ đi khám vợ ạ. Anh định biếu mẹ bao nhiêu? Chắc là tầm 10 triệu. Cái gì? 10 triệu á? Em nghĩ là 5 triệu đủ rồi. Với cả ấy, cái bệnh xương khớp của mẹ tuổi già ai mà chẳng phải mắc phải. Mẹ còn có cả bảo hiểm y tế nữa. Tiền viện phí có phải mất gì đâu. Mất có mỗi tiền ăn tiền uống. Và cũng có cả tiền dưỡng già nữa. Mình chỉ phụ mẹ một chút thôi. Chứ bây giờ lỡ mà mình có thêm con thì tiền đâu ra, còn bao nhiêu việc dự định nữa. Nhưng mà có 5 triệu thì... Thôi được rồi. Thôi, em vào phòng trước đây.
Có chuyện gì đấy em? À, mai sinh nhật mẹ nên là em muốn vào trung tâm thương mại mua quà cho mẹ. Hóa ra nãy bên nhà mẹ em nói là em mệt chỉ vì cái lý do này thôi à? Thì em phải nói như thế, không mẹ lại nghĩ này nghĩ nọ ra. Em ấy, suốt ngày chỉ nghĩ mẹ anh như thế thôi. Đúng thật là. Thôi, anh đi vào kia gửi xe đi. Xong rồi em đợi ở đây, rồi em và anh đi vào chọn quà cho mẹ nhá. Công nhận đẹp thật đấy. Ai, vào đây em bảo. Sao đấy? Uầy, đúng là tiền nào của đấy. Khiếp, vòng đẹp thật đấy. 400 đô khác. Em nghĩ mẹ thích lắm đấy. À, mẹ em bảo này, em có một tin vui mà báo cho anh. Tin gì đấy em? Em chuẩn bị làm bố rồi đấy. Thật á? Anh có nghe nhầm không đấy? Anh không nghe nhầm đâu. Nhưng mà nếu mà là con trai ấy, thì em sẽ tên là Minh. Còn là con gái ấy, em sẽ tên là Huyền. Nhưng mà anh thích tên là Bảo Linh được không? Không, mẹ em thích tên là Huyền hơn. Nhưng mà anh thích con trai hay là con gái? Không, em biết rồi. Anh thích con trai hơn đúng không? Vì lúc nào anh cũng muốn có con trai để đá bóng cùng còn gì. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ chắc là anh thích con gái hơn. Sao lại thế? Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi anh từ nhỏ. Rồi đến khi anh đi học đại học xong rồi lại lấy vợ. Mẹ anh bán từng con cá, bán từng bỏ rau để nuôi anh ăn học. Vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn chả mua được cái gì cho mẹ anh cả. Và anh cũng không thể làm cách nào để cho em nghĩ mẹ chồng là mẹ đẻ của mình được. Vậy đẻ ra một thằng con trai như anh thì có ích gì chứ? Thà đẻ ra một đứa con gái như em thì biết suy nghĩ cho bố mẹ đẻ, sẵn sàng bỏ ra tận 400 đô để mua cho mẹ một món quà sinh nhật. Anh... Mà thôi, nãy mẹ gửi từ quê lên cho bọn mình mớ rau này. Em mang vào tủ lạnh rồi ăn dần. Mà em khát nước không? Anh đi lấy nước cho em nhé. Các con của mẹ nhìn thấy các con vui vẻ và hạnh phúc như thế này, mẹ mừng lắm. Từ ngày mẹ về quê, mẹ chẳng giúp đỡ gì được nhiều, có ít tiền dành dụm được, cộng với mẹ bán mảnh đất ở dưới quê, mẹ tặng cho các con. Cũng không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Mi, mẹ chỉ có mình Trung là con trai, và cũng chỉ có mình con là con dâu thôi. Nhưng mà mẹ chưa bao giờ nghĩ con là con dâu của mẹ, mà mẹ luôn coi con là con gái. Mẹ mong các con yêu thương, tôn trọng nhau, như thế là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Yêu các con của mẹ. Ơ kìa vợ, em làm sao đấy? Nãy anh nói làm em buồn đúng không? Anh xin lỗi nhá. Không có đâu. Em sai rồi. Mà anh đưa em về với mẹ nhá. Vợ ơi, anh đưa mẹ về rồi này. Mẹ vào nhà đi mẹ. Mẹ. Con à. Mẹ vào đây ngồi ạ. Mẹ có chút quà quê. Mẹ tự trồng đấy con ạ. Vâng, con cảm ơn. Mà mẹ đi đằng xa có mệt lắm không ạ? Mẹ quen rồi, cũng thấy bình thường con ạ. Mà mẹ ăn gì chưa? Hay là để con vào con nấu đồ ăn cho mẹ nhá? Thôi, để mẹ nấu cho, hai đứa ăn cái gì nào? Con ăn cái gì cũng được. Hay là để con vào con phụ mẹ nhặt rau. Mà tí nữa có gì mẹ dạy con nấu ăn mẹ nhá. Ừ, được rồi. Mẹ sẽ dạy từ A đến Z. Này, hôm nay vợ anh làm sao đấy? Tự nhiên lại đòi học nấu ăn là sao? Mà em cứ cẩn thận đấy nhá. Làm con anh mệt, anh mất đền đấy. Con nói gì đấy? Nói lại mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, bọn con sắp có em bé rồi đấy. Nhá, mẹ đỡ phải lo về già không có việc gì làm. Ui, con ơi, mà bế cháu nhá. Ui thế à? Thế là nhà mình có phúc rồi con ơi. Ui. Trời ơi.
con muốn xin lỗi mẹ vì thời gian qua con đã đối xử không tốt với mẹ. Con lại còn để cho mẹ một mình ở quê nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ hiểu mà. Bây giờ mẹ cũng già rồi, sống còn chẳng được bao nhiêu lâu nữa. Suy nghĩ lại còn lạc hậu cổ hủ. Thôi, bây giờ các con muốn làm gì thì làm, miễn làm sao các con thấy thoải mái. Thôi con bé này không khóc nữa, đang bầu bí. Bây giờ nào, thích ăn cái gì cứ bảo mẹ. Mẹ nấu cho ăn lúc nào chán thì thôi, nhớ chưa? Vâng. Kìa, có gì đấy sai sai nhá. Con là con trai của mẹ cơ mà. Ô anh, cái thân của anh cũng anh tự lo đi. Bây giờ á, tôi chỉ là con gái tôi thôi, với cả cháu nội của tôi đây này. Trời ơi, làng nước ơi, con ơi, bố bị bơ được rồi đây này. Bố anh, là trẻ con, lại là bố của trẻ con. Thôi, anh với em vào phụ mẹ nấu cơm đi còn gì nữa. Rồi, nhất trí, đi thôi. Đang bầu bí này, bây giờ đi từ từ cho con nhé. Vâng ạ. Đi con.